Tan sau đây là vi rừng của tao ya. Mong muốn thành tổ chức kiểu mới ôi ya. Giàu mạnh bằng sáng tạo công nghệ ôi ya. Khách hàng hài lòng hưng thịnh ở quốc gia. Mang lại cho thành viên của mình thôi à điều kiện tốt nhất để phát triển thôi à cuộc sống thì đầy đủ vật chất thôi à và đương nhiên phong phú cả tinh thần. Và đúng cái chất của Stigo là sáng tạo thì nhân viên FPT cũng đã